Quảng Ngãi hiện có hơn 170.000 người cao tuổi. Công tác chăm sóc người cao tuổi luôn được tỉnh Quảng Ngãi quan tâm. Tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn từ năm 2021 đến 2030. Sự quan tâm chăm lo của toàn xã hội là động lực để người cao tuổi tiếp tục phát huy tính gương mẫu uy tín, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh trật tự ở địa phương. Phát huy tinh thần gương mẫu, cùng nhau, giúp nhau làm kinh tế và thăm hỏi những người ốm đau, những người già, bệnh tật, neo đơn và phát huy cái tinh thần vai trò gương mẫu, người cao tuổi, gương sáng cho con cháu noi theo. Người cao tuổi luôn tiên phong đi đầu trong các phong trào, không chỉ gương mẫu trong các hoạt động ở địa phương, người cao tuổi còn tích cực tham gia nhiều phong trào thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, tạo tinh thần vui vẻ cho tuổi già. Là tấm gương cho lớp trẻ có thêm động lực, rèn luyện thân thể để có sức khỏe làm việc hiệu quả. Bản thân tôi thì tham gia luyện tập thể thao cũng hơn 20 năm rồi. Đấy, cho nên thành qua cái khi nghỉ hưu tuổi già rồi luyện tập thể thao thì thấy càng ngày càng vui, càng khỏe và đem lại cái hạnh phúc cho gia đình. Cũng như là tạo điều kiện cho lớp trẻ học hỏi để rèn luyện thân thể. Công tác chăm sóc người cao tuổi luôn được tỉnh Quảng Ngãi quan tâm. Tỉnh tiếp tục thực hiện đề án chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng cho người cao tuổi, ban hành nghị quyết hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 60 đến 80 tuổi thuộc gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, tổ chức các hoạt động chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi. Công tác chăm sóc và phát huy người cao tuổi được cấp ủy đảng và chính quyền các cấp quan tâm. Ban đại diện hội thì thực hiện cái nhiệm vụ của mình thì cũng đã quan tâm đến mặt về mặt thứ nhất là kiến thức về bảo vệ sức khỏe, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho hội viên. Thứ hai nữa là tổ chức những cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để nâng cao đời sống thể chất, tinh thần cho người cao tuổi. Thứ ba là huy động các cái nguồn lực để mà tham viếng người có hoàn cảnh ốm đau. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của người cao tuổi, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có những chính sách phù hợp, chăm lo cho người cao tuổi, góp phần cùng với các lực lượng khác, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.